Một nhóm đối tượng tại Hà Nội vừa bị Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra truy tố với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tiền ngân hàng và vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động tín dụng. Cầm đầu nhóm đối tượng này là Nguyễn Mai Anh, 38 tuổi, trú tại Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân. Theo cáo trạng, từ khoảng tháng 10 năm 2009, bằng hành vi làm giả giấy tờ sở hữu 3 căn hộ, 12 giấy tờ ô tô và các hợp đồng ma thế chấp phương tiện, Mai Anh cùng đồng bọn đã đem đi lừa đảo vay vốn chiếm đoạt 30 tỷ đồng của một số ngân hàng.